Ngọc Tâm rất vui khi được gặp lại quý vị khán thính giả của kênh tin tức HTD News. Kính chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Trước khi đi vào nội dung bình luận ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho cuộc chiến tại Ukraine nhanh chóng kết thúc. Cầu nguyện cho người dân Ukraine và thế giới được bình an. Sau đây, chúng tôi xin được gửi tới quý vị bài phân tích bình luận có từ đề cuộc phản công của dưới rạng đã đạt được thành công lớn hành lang trên đất liền nối Crimea trên đã bị chia cắt thất bại lịch sử đang chờ đón Putin kính thưa quý vị Thứ trưởng Quốc phòng Hanna Malia cho biết, quân đội Ukraine đã đạt được một số thành công mới ở phía Nam và phía Đông khi họ cố gắng đẩy mạnh cuộc phản công chống lại lực lượng Nga. Trong suốt cuộc phản công bắt đầu từ tháng 6, lực lượng Ukraine đã đạt được tiến bộ chậm trong việc tấn công do vấp phải các bãi mịn và chiến hào vững chắc mà Moscow đã dành nhiều tháng trời để chuẩn bị nhằm ngăn chặn một cuộc tấn công về phía Nam nhằm tới biển Azov và chia cắt lực lượng Nga. Tuy nhiên, Thứ trưởng Quốc phòng hanna Malia hôm ngày 31 tháng 8 đã nhấn mạnh Ukraine vừa đạt được một số thành công mới ở phía Nam bao gồm việc giải phóng làng Probostini trong tuần này, mở đường cho họ tiến sâu hơn vào các vị trí của Nga ở phía nam hướng tới Crimea. Crimea vẫn là phần thưởng lớn trong nỗ lực của Ukraine nhằm đánh bại cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào nước này. Cầu chỉ huy quân đội Mỹ ở châu Âu nói với Newsweek khi quân đội Kiev tiếp tục tiến quân chắc chắn về phía nam, có thể đóng vai trò then chốt trong việc định hình kết cục của cuộc chiến chống quân xâm lược. Kể từ khi cuộc xâm lược bùng nổ, đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm ngàn người. Trung tướng Fei Hu Ben nói, phần trên bộ của cuộc phản công này rõ ràng là nhằm mục đích có thể cắt đứt bằng cách chiếm đóng hoặc bằng phong tỏa hỏa lực cái gọi là cây cầu đất liền, Crimea tới miền Tây nước Nga. Cây cầu đất hay còn gọi là hành lang đất liền là một trong những thành tựu nổi bật nhất của Tổng thống Vladimir Putin trong 18 tháng chiến đấu. Moscow vẫn chiếm đóng một phần bốn khu vực của Ukraine và tuyên bố đã sắp nhập toàn bộ bốn khu vực đó, ngay cả khi không kiểm soát chúng. Mất vùng đất này trước một cuộc phản công của Ukraine sẽ gây tổn hại vây mặt hậu cần và biểu tượng cho Điện Kremlin. Hoạt động hiện tại của Kiev là câu chuyện về hai cây cầu. Dan Grice, cựu cố vấn của Tổng tư lệnh Ukraine, tướng valeriy Zaluzny, trước đây đã nói với Newsweek, về các đứt cầu đất liền và cầu nối eo biển Kerch sẽ cô lập và gây nguy hiểm cho các đơn vị của Nga ở Crimea và miền nam Ukraine. Tướng Horses giải thích, một khi bạn hạ được cầu Kerch một lần nữa, điều này sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc chơi đối với Crimea đã là điều quan trọng nhất. Chúng tôi muốn đẩy mắt tới mục đích cuối cùng của cuộc phản công là gì. Đôi khi tôi nghe từ ngũ chất đài rằng chúng tôi muốn giúp đẩy lùi người Nga. Không, vấn đề không phải là đẩy lùi họ. Đây là vấn đề về địa hình quyết định. Đó là việc cô lập Crimea và sau đó có thể mang đủ vũ khí tầm xa đến mức cần thiết. Crimea trở nên không thể đứng vững được đối với hải quân và không quân Nga hoạt động từ đó. Các lực lượng Ukraine hiện đang chiến đấu để tiến tới và theo một số báo cáo, thông qua mạng lưới các tuyến phòng thủ kiên cố của Nga ở miền nam Ukraine. Các đơn vị của Kiev đã phải tìm đường vượt qua các bãi mìn rộng lớn dưới hỏa lực pháo binh, điều mà Tổng thống Volodymyr Zelensky đã viện dẫn là một lý do khiến tốc độ hoạt động chậm hơn mong muốn. Hành lang trên đất liền có điểm rộng dưới 100 dặm quân Ukraine không nhất thiết phải tiến tới tận bờ biển Azov để gây khó khăn cho cuộc sống của lực lượng Nga ở đó. Việc giải phóng các khu định cư như Tokmak và Melitopol đóng vai trò là trung tâm hậu cần cũng sẽ làm suy yếu đáng kể khả năng phòng thủ của Nga trong khu vực này. Nếu người Ukraine có thể tiếp cận Newsweek đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga qua email để yêu cầu bình luận. Tướng Hodges cho biết, các loại đạn thông thường cải tiến với mục đích kép bắn bằng ống 155 ly hiện đang được các xạ thủ dưới rạn sử dụng đã làm phức tạp thêm tình hình đối với các đơn vị Nga. Ông nói thêm rằng, sự hỗ trợ mở rộng của phương Tây bao gồm các tên lửa đạn chùm tầm xa, được bắn từ hệ thống tên lửa phóng loạt M270 do NATO sản xuất và hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao M142 của Mỹ sẽ thực sự tạo ra sự khác biệt lớn. Hoshes nói, điều đó sẽ tiêu diệt pháo binh Nga rất nhanh và nó cũng sẽ gây khó khăn rất lớn cho bất kỳ đoàn xe nào mang quân đạn dược hoặc những thứ khác xuống cái gọi là cầu đất liền. Một số quan chức phương Tây đã bày tỏ lo ngại về tham vọng được tuyên bố nhiều lần của Kiev nhằm giải phóng Crimea. Vì quân đội Nga chiếm giữ Crimea vào năm 2014 đã gây ra giai đoạn nóng bỏng đang diễn ra trong cuộc xung đột moscow kiev ở Mỹ trong nhiều thập kỷ. Crimea là hòn đá tảng cho nước Nga hồi sinh Kopotin. Phi công chiếm giữ bán đảo này một cách không đổ máu là biểu tượng cho sự táo bạo của Moscow và, và sự bất lực của phương Tây. Khi các quan chức phương Tây tính toán nguy cơ leo thang của Nga, Crimea được đặc biệt chú ý. Ví dụ, Ngoại trưởng Anthony Blinken được cho là đã phát biểu vào tháng 2 rằng, việc kiểm soát bán đảo này là ranh giới đỏ đối với Điện Kremlin. Leo thang hạt nhân là điều quan trọng nhất trong suy nghĩ của các nhà lãnh đạo phương Tây. Một số người, bao gồm cả Tổng thống Joe Biden đã nhiều lần nói rõ rằng họ sẽ không mạo hiểm đối đầu trực tiếp giữa NATO và Nga vì lý do này. Các quan chức Nga, bao gồm cả Putin, thường đưa ra những lời đe dọa hạt nhân chống lại Ukraine và các đối tác phương Tây. Học thuyết hạt nhân của Nga cho thấy nước này có thể quay trở lại sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt khi sự tồn tại của nhà nước đang gặp nguy hiểm. Đầu năm này, cựu Tổng thống và Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev hiện phần lớn đứng ngoài điện Kremlin nhưng cũng là một trong những nhân vật diều hầu nhất của điện Kremlin đã nói rằng bất kỳ hành vi tấn công nghiêm trọng nào liên quan đến nỗ lực chiếm lại crimea sẽ dùng làm cơ sở cho việc sử dụng tất cả các phương tiện bảo vệ kể cả những phương tiện được quy định trong học thuyết cơ bản về răng đe hạt nhân. Bất chấp các mối đe dọa, Kiev cho biết họ có ý định giải phóng toàn bộ lãnh thổ Ukraine theo đường biên giới năm 1991, bao gồm cả Crimea. Thật vậy, cuộc xâm lược toàn diện vào năm 2022 đã mang lại cho Ukraine cơ hội tốt nhất để giải phóng bán đảo kể từ khi chiếm được vào năm 2014. Tổng thống Zelensky nói vào mùa hè năm ngoái rằng nó bắt đầu với Crimea, nó sẽ kết thúc với Crimea. Các cuộc tấn công thường xuyên của máy bay không người lái và lực lượng đặc biệt trên bán đảo và trên cầu eo biển Kursk nhấn mạnh cam kết của Kiev đối với các quan chức Ukraine. Crimea gần như là một phần của chiến trường. Tướng Hashez, người từng là người ủng hộ nổi bật cho đề xuất giải phóng Crimea của Ukraine, cho biết người Ukraine biết rằng Crimea là địa hình quyết định, rằng họ sẽ không bao giờ được an toàn hoặc bảo đảm chừng nào Nga còn chiếm Crimea và họ có thể tiến hành các cuộc tấn công bằng hải quân và không quân từ Crimea, cũng như phóng tên lửa nhằm vào tất cả các cảng biển của Ukraine. Ông nói thêm, tôi không nghĩ họ sẽ có thể xây dựng lại nền kinh tế của mình chừng nào Nga còn chiếm Crimea và có thể làm gián đoạn mọi hoạt động ra vào Odessa, Kherson hoặc Mykolaiv. Và tất nhiên, hai cảng biển chính còn lại, Berdyansk và Mariupol, ngay cả sau khi họ được giải phóng cũng sẽ vô ích, bởi vì nga sẽ tiếp tục phong tỏa biển Azov với Crimea. Tướng Hutchins từ lâu đã chỉ trích và lên án những người ủng hộ việc dứt ranh những bộ lãnh thổ để đổi lấy hòa bình với nga. Các quan chức dứt cũng cho rằng cuộc đàm phán là sai lầm với lý do thiếu tin tưởng nghiêm trọng vào các cam kết của nga. Tướng Hodges nói, Tôi ngạc nhiên khi có nhiều người nói một cách khéo léo rằng hãy để họ có Crimea, hòa bình. Trước hết, thật thiếu hiểu biết khi bạn nghĩ rằng điều đó thực sự sẽ làm họ hài lòng. Hoặc rằng Nga sẽ tôn trọng bất kỳ thỏa thuận nào. Hoặc rằng Nga sẽ không cản trở việc vận chuyển hoặc làm những việc khác để gây thiệt hại cho nền kinh tế Ukraine. Tại sao Nga phải được khen thưởng? Vì tất cả những gì họ đã làm, người Trung Quốc chắc chắn sẽ theo dõi điều đó. Họ thấy rằng, chúng tôi sẵn sàng từ bỏ lãnh thổ của một quốc gia khác. Bạn có thể tưởng tượng, việc bảo người Đức từ bỏ các quốc gia Đông Đức cũ vì hòa bình hay không? Hay bảo Mỹ trả lại Alaska cho Nga vì hòa bình. Điều đó thực sự là nực cười. Nhưng vì lý do nào đó mà người ta sẵn sàng nói với Ukraine rằng họ nên từ bỏ Crimea. Vùng đất này là sự tồn vong của dân tộc Ukraine và Kiev phải chiếm lại nó. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức, bình luận của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến, thảo luận, đóng góp cho chương trình. Xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hầm thư htdnews.btv a.gmail.com Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong Nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.